Sốt xuất huyết khi mang thai có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và bé. Bởi vì khi mang bầu, hệ miễn dịch của người mẹ bị suy yếu thì nên tạo cơ hội cho virus phát triển, từ đó làm cho tình trạng sốt xuất huyết ở mẹ bầu diễn ra nghiêm trọng hơn. Đáng kể là loại virus này cũng có thể truyền từ mẹ sang con. Dưới đây là một số biến chứng nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết khi mang thai theo từng giai đoạn của thai kỳ mà mẹ bầu nên biết. 1. Mẹ bị sốt xuất huyết trong 3 tháng đầu. Hiện nay, không có chỉ định sản phụ bị sốt xuất huyết khi mang thai phải tiến hành bỏ thai, tức là mẹ bầu khi điều trị xong vẫn sinh con bình thường mà không có bất kỳ ảnh hưởng nào khác. Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ các nguy cơ nguy hiểm đến mẹ và thai nhi như giảm tiểu cầu, nguy hiểm tới tính mạng của cả mẹ và con. Mẹ có nguy cơ sinh non, em bé nhẹ cân. Sảy thai, sốt xuất huyết trong 8 cá nguyệt đầu tiên này có nguy cơ sảy thai cao. Nguy cơ thai phụ truyền bệnh sốt xuất huyết cho con trong 3 tháng đầu của thai kỳ là rất thấp. Việc này chỉ có khả năng xảy ra nếu mẹ bầu bị bệnh vào giai đoạn cuối của thai kỳ. Cho đến nay, khả năng bệnh sốt xuất huyết gây ra dị tật cho trẻ vẫn chưa được khẳng định chắc chắn. 2. Mẹ bầu bị sốt xuất huyết trong 3 tháng cuối. Bị sốt xuất huyết trong 3 tháng cuối của thai kỳ rất nguy hiểm. Sốt xuất huyết có thể gây ra nhiều biến chứng khác nhau như khả năng sinh non rất cao. Các bác sĩ chuyên khoa đánh giá tam cá nguyệt thứ 3 là thời điểm nhạy cảm với các mẹ bầu, bởi bất kỳ tác động nào cũng có thể khiến trẻ có nguy cơ bị sinh non. Bên cạnh đó, thai nhi cũng sẽ có một số ảnh hưởng khác như thiếu cân, nhẹ cân và thậm chí có nguy cơ tử vong khá cao nếu mẹ mắc phải căn bệnh sốt xuất huyết khi mang thai 3 tháng cuối. Xuất huyết, khi mẹ lâm vào thể nặng, bệnh sẽ gây xuất huyết ồ ạt, biến chứng ảnh hưởng đến gan, thận và có khả năng lớn là xuất huyết não dẫn đến tử vong. Nếu mẹ bầu bị xuất huyết trong giai đoạn chuyển dạ sẽ bị chảy máu kéo dài rất nguy hiểm. Tiền sản giật. Nguy cơ tiền sản giật cũng là một trong những tác động lớn đến mẹ và bé trong thời điểm 3 tháng cuối của thai kỳ với 3 triệu chứng cơ bản: huyết áp tăng, protein niệu và phù, suy giảm tiểu cầu. Sốt xuất huyết thường làm suy giảm mức độ tiểu cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe lẫn tính mạng của mẹ và thai nhi. Trẻ có nguy cơ bị dị tật. Tỷ lệ di truyền virus từ mẹ qua bé ở thời điểm 3 tháng cuối của thai kỳ mặc dù rất thấp nhưng vẫn có khả năng gây dị tật ở trẻ. 3. Phương pháp điều trị sốt xuất huyết khi mang thai. Nếu thai phụ đang trong giai đoạn đầu của sốt xuất huyết, bác sĩ sẽ thực hiện hướng dẫn theo dõi và cho mẹ bầu uống Oresol. Nếu thai phụ ở ngày thứ 4 hoặc thứ 5 của bệnh và xuất hiện các hiện tượng nghiêm trọng hơn như sốt huyết, tiểu cầu giảm hay tổn thương vùng gan, thận thì nên nhập viện ngay để được chăm sóc và điều trị. Song song với quá trình điều trị, thai phụ cũng nên chú ý hạn chế việc tiếp xúc với nước lạnh và tránh gió, nên ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, bổ sung các vi chất dinh dưỡng giúp tăng cường sức đề kháng theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ. Tuyệt đối không được tự ý sử dụng thuốc nếu không có sự đồng ý của bác sĩ, bởi việc ấy có thể khiến bệnh nặng thêm, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi. Hy vọng với những chia sẻ trên, các mẹ đã có thêm những thông tin hữu ích. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh!